chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình ngày hôm nay. Doctor Khỏe Bật Mí là một cuộc thi vô cùng kịch tính và hấp dẫn sẽ diễn ra ngay và luôn. Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ hai thí sinh giỏi nhất của hệ mặt trời. Quý vị khán giả thân mến, cuộc thi ngày hôm nay cực kỳ cam go. Phương Trang đang nóng lòng hồi hộp và không biết là bạn nhỏ nào sẽ chiến thắng đây. Cả hai cùng thắng thì càng tốt nha. Kính thưa quý vị, các vận động viên của chúng ta đang trong tư thế rất sẵn sàng. Cà chua ơi, ủa sao em khởi động xong rồi mà em lại nhắm mắt vậy? Dạ, em hơi căng thẳng chút xíu thôi chị. Là căng thẳng thôi quý vị ơi. Em bớt căng thẳng, đừng tạo áp lực cho mình em nha, tâm lý thoải mái thôi. Thôi, em không có sao đâu chị, chị đừng có lo cho em. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi nha. 1, 2, 3, xuất phát. Ôi, Đốc Tô Khỏe ơi, Đốc Tô Khỏe, Đốc Tô Khỏe nhìn kìa, hình như là em Cà Chua không có chịu tăng tốc. Em ấy có vấn đề gì sức khỏe hay sao á? Vân Trang đừng lo lắng quá, không có sao đâu. Đau quá, đau chết đi được. Ôi trời, Cà Chua ơi, em bị làm sao vậy? Em có sao không? Nói cho chị nghe đi. Em bị đau dạ dày, đau quá đi thôi á. Đốc Tô Khỏe hiểu rồi. Do Cà Chua suy nghĩ nhiều, bị stress dẫn đến axit dạ dày tăng hơn bình thường và gây đau dạ dày đó Vân Trang. Trời ơi, thiệt là tội cho Cà Chua quá đi. Đốc Tô Khỏe ơi, Đốc Tô Khỏe có cách nào giúp cho Cà Chua không? Thật may vì có Năm Hương ở đây sẽ giúp cho Cà Chua hết đau dạ dày. Mình sẽ giúp bạn hết bệnh, bạn an tâm nha. Hay quá vậy. Nhưng mà Đốc Tô Khỏe phải nói rõ cho Vân Trang cũng như là mọi người được biết công dụng điều trị đau dạ dày của Nấm Hương đi. Theo y học cổ truyền, Nấm Hương có vị ngọt tính bình, bổ tỳ ích khí, dưỡng huyết, trợ thực. Đặc biệt, hoạt chất polysaccharide trong Nấm Hương tác động mạnh mẽ đến phản ứng miễn dịch bằng cách gây ảnh hưởng đến các phản ứng gen ở ruột non, manh tràng và ruột kết, hạn chế các cơn đau ở dạ dày. Nói như vậy có nghĩa là Nấm Hương có rất nhiều những hoạt chất rất là tốt cho hệ tiêu hóa và đặc biệt là dạ dày của mình. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng Nấm Hương như thế nào hả Đốc Tô Khỏe? Đầu tiên, chuẩn bị 100g Nấm Hương rửa sạch, thái nhỏ, kết hợp với gạo tẻ và thịt, cho tất cả vào nồi, nấu như thành cháo, nêm hành, gừng, muối, vừa đủ để ăn. Mỗi ngày mọi người ăn từ 1 đến 2 lần, sau một thời gian bệnh sẽ có dấu hiệu giảm dần ạ. Đốc Tô Khỏe ơi, vẫn là một câu hỏi rất là quen thuộc luôn. Đó là khi mà chúng ta sử dụng Nấm Hương trong điều trị dạ dày thì chúng ta có cần phải lưu ý gì hay không? Mọi người lưu ý, khi rửa hoặc ngâm Nấm Hương trong nước, không nên để quá lâu, Nấm Hương sẽ bị mất đi chất dinh dưỡng. Khi sử dụng thực phẩm để điều trị bệnh, chắc chắn quý vị phải nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc nha. Ý kiến này của em Nấm Hương là Vân Trang đồng ý hai tay luôn nè. Bởi vì khi mà chúng ta có sự hướng dẫn của thầy thuốc thì chúng ta sẽ tránh được những tác dụng phụ không mong muốn. Cà Chua ơi, em đã nghe được kỹ chưa? Thì bây giờ hãy về áp dụng liền đi nha. Tuân lệnh chị đẹp nè. Trời ơi, dễ thương dễ sợ luôn. Hôm nay khen chị đẹp nữa, chị biết lâu rồi. Quý vị ơi, còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Vân Trang, Đốc Tô Khỏe và các bạn nhỏ trong vườn nhà của Đốc Tô Khỏe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Bye bye khán giả nè.